sắp sắp trong xe năm mai năm mẹ nhà nào còn hân mà gọi ra trong đoàn sắp 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 xe năm mai năm mẹ nhà nào còn hân mà cười cho chúng tôi bước lên giường cao thấy đôi rồng thắt bước xuống giường thấp thấy đôi rồng chầu bước ra đằng sau thấy nhà mới lợp với ông còn buộc ngựa ông còn cầm ông sống 105 tuổi lẻ vợ ông sinh đẻ đứa con tốt lành xuất sắc xung xẻ năm mới năm mẹ nhà nào còn hân mở cửa cho chúng tôi bước lên giường cao thấy đôi rồng ấp bước xuống giường hắt thấy đôi rồng chào bước ra đằng sau thấy nhà ngói lợp với ông còn buộc ngựa ông còn cầm ông sống 105 tuổi lẻ vợ ông sinh đẻ đứa con tốt lành xuất sắc xuất sắc năm mới năm mẹ nhà nào còn hân mở cửa cho chúng tôi xuất sắc năm mới năm mẹ nhà nào còn hân mở cửa cho chúng tôi. Năm mới năm mẹ nhà nào còn thương mở cửa cho chúng tôi xúc sắc xúc xẻ năm mới năm mẹ nhà nào còn hức mở cửa cho chúng tôi bước lên giường cao bé sẽ thấy đôi rồng ấp nếu bước xuống giường thấp bé sẽ thấy đôi rồng trầu nếu bước ra đằng sau sẽ thấy nhà ngói lợp rồi ông còn buộc ngựa ông còn cầm ông sống 105 tuổi lẻ vợ ông sinh đẻ đứa con tốt lành cái mà tốt lành xúc xích xúc xẻ năm mới năm mẹ nhà nào còn hân mở cửa cho chúng tôi xúc xích xúc xẻ năm mới năm mẹ nhà nào còn hân mở cửa cho chúng tôi.